Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và như tôi đề đã ghi trên video, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một vài chai nước hoa niche mà mình cảm thấy thực sự là không có cảm tình. Mình không thấy cảm thấy quá thích khi mà ngửi. Thực tế thì cái việc chê bai một chai nước hoa niche hay là indie đôi khi nó giống như kiểu là một cái án dành cho người chê. Nếu mà không cẩn thận thì rất dễ bị ăn gạch đá. Mình thì cá nhân mình nghĩ rằng bất kỳ khi chê bai một chai nước hoa nào, chúng ta cần phải đưa ra một cái luận điểm, một cái giải thích làm sao mà nó phù hợp. Nó không phải là giống như kiểu miệt thị, mà chúng ta phải giải thích một cách phù hợp là tại sao chúng ta không thích nó, chứ không phải là một cách chê bôi nó rất là ví dụ như là đúng là cái mùi designer hay kiểu như thế. Thực sự là mình không thấy thích trước những cái cách mà gọi là chê ba một mùi hương kiểu như thế, mình không thích. Mà chúng ta khi mà chúng ta chê, chúng ta vẫn phải có một cái sự tôn trọng và chúng ta đưa ra lý do tại sao chúng ta không thích đó. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu, mình chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa niche mà mình nói thật là mình không thấy thích và lý do là tại sao. Và nếu như các bạn lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để có thể ủng hộ mình, làm sao để mình có thể chia sẻ được các bạn nhiều hơn những cái gì mình biết về thế giới mùi hương. Ok, còn bây giờ chúng ta hãy thư giãn và xem video của mình nhé. Lên đường. Ok các anh em, trước khi để nói chi tiết 7 mùi hương này thì mình cũng xin nói thêm là mình không hề có mẫu hoặc là chai của những sản phẩm trên, cho nên mình sẽ để hình ảnh để các anh em có thể dễ dàng tham khảo. Và đầu tiên, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là sản phẩm của nhà Lulabo và nó có tên là Santra 33. Mình biết là có thể đối với rất là nhiều các anh em thì chúng ta vẫn là thích cái mùi gỗ của chai nước hoa này, nhưng còn đối với mình, thực tế mà nói đây là một cái mùi hương nó quá là nó giống như nào thì nó quá là đơn thuần một cái mùi gỗ. Khi mà mình xịt lên mình cảm nhận rõ là giống như một cái mùi ở xưởng gỗ, với cái mùi mạt gỗ, mùi của gỗ, và nói chung tổng thể là một mùi của xưởng gỗ. Đối với mình, khi mà mình ngửi bất kỳ một chai gỗ nào, mình không thích một cái chai nó thuần mùi gỗ. Khi mình ngửi mình cảm thấy nó phải có một cái gì đấy nó rung động, chứ không phải là một cái mùi đúng như một cái xưởng gỗ, thì mình cảm thấy mình không thấy thích những cái tông mùi như thế đó. Còn thì đối với các anh em thì nếu mà chúng ta thích một cái mùi thuần gỗ, ok, không sao cả. Nhưng với quan điểm thẩm mùi của mình thì mình thích gỗ nó phải có một cái gì đấy hương hoa, nó phải có một cái gì đấy nó có thiên nhiên, hay là một cái gì đấy để khi mà ngửi chúng ta cảm thấy thật là đẹp, thật là tươi, giống một kiểu như thế. Do vậy Santra 33 đối với mình nó không dành cho mình. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Frederick Moore và nó cái tên nó hơi bị khó phát âm, đó là Big Red Concentrate. Đây là một chai nước hoa có cái mùi hương cam, một mùi hương cam bitter orange, cam đắng đó, rất là thú vị. Thực sự mà nói thì nếu mà để mà nói về mùi thì mình rất là thích chai nước hoa này, một cái mùi gọi là thuần mùi cam, ngửi rất là dễ chịu. Thế nhưng có một cái điều mà mình rất là không hài lòng với chai nước hoa này, đó là cái hiệu năng mùi của nó rất là tệ. Khi mà mình cái hôm đấy mình xịt và chỉ ngồi ở trong quán cà phê, và sau khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ là cái mùi hương này gần như là bay màu đến 90%. Mà các anh em đều biết là với cái mức giá đang để trên web của chai nước hoa này đó là $245 cho 100ml, thì các anh em sẽ nghĩ như thế nào? Ok, đồng ý rằng có thể là perfumer muốn giữ một cái tinh thần mùi hương nó thuần mùi cam. Thế nhưng nói gì thì nói, không thể nào mà chỉ vì bởi vì là giữ thuần một cái nguyên một mùi cam thuần như thế mà bám được có hơn 2 tiếng để bay màu, thì thật sự là đấy là một cuộc chơi của quý tộc, của những người dư giả về mặt tài chính. Còn đối với mình, ít nhất phải là 5 tiếng đồng hồ trên da để mình còn có thể chảnh chọe với đời, để mình còn có thể giao lưu, để mình còn có thể là chỉ cho mọi người thấy hôm nay tôi xịt nước hoa. Chứ còn với cái tông mùi như thế và chúng ta đi ra ngoài đường ở mùa hè Việt Nam thì mình khẳng định nó bay màu trong một nốt nhạc, thậm chí là nửa nốt nhạc. Do vậy, Frederick Moore by Great Concentrate không phải là chai nước hoa dành cho mình. Chai nước hoa thứ ba đó là Florentine Iris của nhà Jagna. Mình biết là rất nhiều các anh em thấy thích chai nước hoa này.
Rất là xin lỗi các anh em là nó không phải là dành cho mình. Khi mình mua chiếc chén hoa này mình đã rất là hào hứng bởi vì iris, jasmine, xạ kết hợp đó, cảm mình không biết thế nào, mình cũng rất là tò mò tại sao, không biết là nó sẽ ra như thế nào. Và khi mà mình xịt thì thực sự mà nói mình cảm thấy cái nhất là đau đầu, và cái thứ hai mình thấy rất rất là khó chịu với cái mùi hương này. Một cái mùi mình không biết là các anh em ngửi thế như nào, nhưng đối với mình cái mùi hoa nhài nó đẩy lên rất là mạnh, cộng thêm cái powdery của iris của xạ đó. Thế nhưng cái mùi hương này thực sự là nó gây cho mình rất là đau đầu. Và cái nữa, nó quá đơn giản, nó đơn thuần chỉ là một, nói chung là sạch sẽ, sang trọng, hợp, đặc biệt hợp trong cái môi trường đi làm đó. Còn lại thì mình nghĩ rằng dùng trong những cái dịp khác nó rất là thiếu, nó rất rất là thiếu cái cá tính, cái cá tính của mùi hương. Ví dụ như để đi tụ tập bạn bè, đi cà phê hoặc đi hẹn hò, đối với mình đấy là một cái mùi hương nó hơi thiếu cá tính. Do vậy Florentine Iris thực sự là mình cảm thấy là nếu mà để một mùi hương, nói chung là ok, mùi hương của con đấy, chai hoa đấy nó khá là sang trọng, sạch sẽ, nó rất là hợp với trong cái việc sử dụng trong đi làm là ok. Thế nhưng so sánh một cái mức giá rất là cao để sở hữu một chai nước hoa mà chỉ có như thế, thì thực sự là mình, đối với mình cảm thấy là không quá ấn tượng đó. Chai nước hoa thứ ba, Florentine Iris của nhà Jacna. Chai nước hoa thứ tư đó là có tên là Shayak 77. Đây là một chai nước hoa có mức giá rất rất là đắt, cực đắt luôn, hơn 200 đô cho 100ml, gần 300 đô cho 100ml. Và cái mùi hương của nó giống với Mont Blanc Individual. Thì các anh em sẽ nghĩ thế nào khi mà chúng ta sở hữu một chai nước hoa gần 300 đô và cuối cùng mùi hương của nó chỉ giống như Mont Blanc, hay nói đúng hơn là bản clone của Mont Blanc Individual. Nhà nước hoa này thì mình không biết là có nên gọi designer hay là niche, thế nhưng nó có thể gọi là luxury, nó giống như kiểu nhà Roja. Thì biết nói thế nào nhỉ, một chai nước hoa gần 300 đô, mùi hương clone của một chai nước hoa giá chỉ rơi vào tầm khoảng gần 1 triệu. Là nói chung là lại là một cuộc chơi của giới quý tộc đó. Chai nước hoa thứ tư, chai nước hoa thứ năm mình muốn nói đến ở đây đó là sản phẩm của nhà Serop và nó có tên là Memphiso. Chai nước hoa này nó có nét tương đồng rất là lớn với Creed Simple Mountain Water. Và đối với mình, Memphiso nó là một cái chứng minh không phải cứ mạnh hơn mùi gốc là sẽ hay hơn. Bởi vì đối với mình, cái kiểu cái tông mùi của Creed Simple Mountain Water chỉ nên như thế này là vừa đủ. Nhưng ở Memphiso nó là một cái mùi oải hương rất là mạnh, rất là dữ dội, và thực sự nó rất là, mình khi mà mình ngửi mình cảm thấy choáng ngợp. Cái mùi hương của nó quá là mạnh, nó quá là nồng, và thực sự là mình cảm thấy mình không ấn tượng với tông mùi đấy của Memphiso. Với mình, Creed Simple Mountain Water thế là đủ rồi, không thể mạnh quá, không phải là tốt, mình nghĩ là như thế đó. Chai nước hoa thứ 6 đó là sản phẩm của nhà Kilian và nó có tên Rose on Ice. Đấy là cái mùi hương kết hợp giữa dưa chuột này và hoa hồng đó. Thế nhưng mà phải nói là thế nào nhỉ, mình cảm thấy cái mùi đấy nó hơi bị hóa học một chút. Thực sự là như thế, cái mùi nó gửi mình cảm giác nó khá là nhạt nhòa, không có một cái gì đấy là ấn tượng hoặc là một cái gì đấy nó điểm nhấn cả. Mặc dù cái tên thì nghe rất là cảm thấy là rất là gợi bừng lên một cái tò mò, giống như kiểu bông hồng ở một trong một tảng đá hoặc là một cái gì đấy trong cái không gian lạnh lẽo gì đấy. Thế nhưng khi mà ngửi thì mình cảm thấy nói thật là rất rất là nhạt nhòa, rất là thiếu điểm nhấn, và mình cảm thấy rằng nó không phải là dành cho mình, thực sự là như thế. Mình nhớ là năm ngoái thì nhà Kilian có ra hai chai nước hoa, đó là Rose on Ice và cái gì nữa nhỉ, mình không nhớ tên. Nhưng mà mình thích cái chai còn lại, mình sẽ để ảnh ở đây, nhưng mình thích chai còn lại. Còn với Rose on Ice thì nó sẽ không phải là của mình,
không phải dành cho mình đó. Và chai nước hoa thứ 7 đó là một sản phẩm của nhà Clyde Christian và nó có tên Clyde 1872 phiên bản nữ. Nói thế nào nhở, đây là một thương hiệu rất là đắt tiền và chai nước hoa này cũng không phải là rẻ. Thế nhưng cái mùi hương của nó có phải đến 70% giống với chai hoa CKB đó. CKB anh em chắc là mọi người đều biết đến chai nước hoa này rồi. Và sẽ như thế nào nếu như chúng ta bỏ ra một cái số tiền không hề là rẻ để sở hữu một chai nước hoa có cái mùi hương giống với một chai nước hoa khác mà giá của nó thì rất là rẻ hơn rất là nhiều. Tất nhiên nó không phải là giống 100%, khi một cái dry down xuống của nó thì nó cũng đã có cái tông khác đi. Thế nhưng khoảng đến 60-70% là của CKB, cho nên mình cũng không có một cái ấn tượng nhiều về chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa niche mà mình nghĩ rằng mình không có nhiều cái ấn tượng hoặc là nó không dành cho mình. Còn đối với các anh em khác nếu như chúng ta thích thì ok, cũng không phải là một cái vấn đề gì nó quá là tồi tệ cả. Mình rất hy vọng mọi người cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.